Ok, xin chào các bạn ha. Bây giờ mình sẽ làm một cái trải bài, đó là cái tình cảm của cái người này hiện tại dành cho bạn như thế nào, và cái diễn biến tiếp theo ha, cũng như là xem coi là người này đang nghĩ gì về mối quan hệ này. Nhưng mà nói chung là những cái thông điệp có trong cái câu chuyện tình cảm của bạn đó, nó xuất hiện trong cái trải bài thì mình sẽ trải hết ha. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn một trong ba cái tụ bài này. Hiện tại thì mình không có đặt cái gì để mà lựa chọn hết ha. Các bạn có thể chọn theo cái trực giác của các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 được chưa các bạn? Tụ bài số 1 ha. Ở đây nếu mà trong cái câu chuyện này á, thì đầu tiên là mình vẫn sẽ cảm nhận thấy được là có một cái năng lượng rất là tốt đang đến với bạn trong câu chuyện cuộc sống của bạn, trong câu chuyện tình cảm của bạn nói chung. Và mình chỉ biết rằng là nếu như trong cái trường hợp mà bạn đang còn những cái vấn đề chưa có healing, chưa có chữa lành xong, thì mình nghĩ rằng là bạn nên nhanh chóng chữa lành để đón nhận cái nguồn năng lượng mới đã đến rất là gần rồi. Và mình cảm thấy rằng là bạn nên open, cởi mở cái suy nghĩ của bạn, cởi mở cái quan điểm của bạn trong cái cuộc sống, đừng có quá là nghiêm khắc, đừng có quá là kiểm soát mọi thứ. Bạn càng thả lỏng thì cái năng lượng của bạn nó lại càng tốt, và bạn sẽ thu hút được rất là nhiều thứ luôn. Nhất là nếu như bạn nào mà mong muốn cái người yêu cũ của bạn quay trở lại, thì mình thấy rằng là đây là một cái khả năng rất là cao, cũng như là đây là một khả năng rất là tốt đó. Trong trường hợp bạn không có người yêu cũ thì mình cũng nói luôn là chắc chắn bạn sẽ có một cái happy, một cái niềm vui nào đó kết nối với ai đó. Và mình thấy rằng là bản thân của bạn á, những cái năng lượng mới tích cực nó đang đến với bạn rồi, giống như nó đã đứng ở ngoài cửa chờ sẵn rồi, chỉ cần bạn bước một chân ra khỏi thềm thôi thì những cái điều đó nó sẽ đến với bạn. Và mình cảm thấy là những cái năng lượng mà không có, gọi như là năng lượng cũ, năng lượng của sự healing chữa lành cũ, những cái năng lượng mà tiêu cực cũ thì nó đã qua rồi. Và ở đây nếu mà bạn mong muốn người cũ quay lại thì mình thấy khả năng cũng có ở đây nha bạn nha. Rồi, thì ở đây một cái thông điệp rất rõ ràng, đó là bạn không cần tìm một cái khoảnh khắc tuyệt vời ở đâu xa xôi cả, bởi vì nó đang trước mặt bạn. Và cái khoảnh khắc aha moment đó thì nó đang nằm trong bàn tay của bạn. Và mình thấy là một cái dự đoán cho bạn rất là tích cực và rất là tốt. Khi mà chưa có nói về người đó đang nghĩ gì hoặc tình cảm người đó như thế nào đó, thì mình đã thấy là nó rất là tuyệt vời. Đối với bạn nào mà chọn cái tụ bài này mà bạn đang giống như tìm kiếm một cái người mới á, thì mình chắc chắn với bạn luôn là sẽ có cái người mới đến trong cái cuộc sống tình cảm của bạn. Và bạn đang bước qua một cái giai đoạn mới rồi. Nếu như cái giai đoạn cũ của bạn á, là bạn với cái người đó có những vấn đề với nhau á, thì coi chừng sắp tới là bạn với cái người này sẽ làm lành, kết nối lại với nhau ha. Và cái người này đang nghĩ gì về bạn thì mình thấy cái người này đang nhớ bạn, cái người này đang rất là mong muốn cái kết nối với bạn. Và mình thấy rằng là người này đang cố gắng để mà thay đổi cái nguồn năng lượng, không có bị trì trệ, chậm chạp, mệt mỏi, hoặc là để mà thay đổi những cái suy nghĩ để mà hai người không có bất đồng quan điểm, hoặc là coi như là tạm trải qua những vấn đề cãi nhau, hoặc là bỏ qua những cái vấn đề mệt mỏi trong mối quan hệ này để comeback hoặc là quay lại với bạn, giống như là mở đường cho một cái sự quay lại, một cái sự gặp lại, một cái sự kết nối lại đó. Thì ở đây mình thấy là năng lượng của chính bản thân bạn á, là bạn đang có sự đánh giá lại mọi thứ trong cuộc sống của mình, và bạn đang lấy lại cái quyền kiểm soát vào trong cái cuộc sống của bạn. Và bạn sẽ kết nối được với rất nhiều người đúng đắn, hợp với bạn đó. Và mình nghĩ là bạn đang gọi là đôi lúc á, thì bạn cũng có hơi kiểu là ôm đờm mọi thứ lên cái trách nhiệm lên bản thân của mình. Tuy nhiên là nhìn chung á, là cái năng lượng cá nhân của bạn cũng rất là tốt luôn. Cái năng lượng cá nhân của bạn cũng thuộc dạng là lấy lại cái sự tự tin, lấy lại cái quyền kiểm soát cuộc sống đó. Hoặc là bạn đang bố trí và sắp xếp cuộc sống của bạn lại, khiến cho những cái người khác họ nhìn vào họ cũng rất là ngưỡng mộ, hoặc là họ cũng rất là cảm thấy tốt trong cái cuộc sống của bạn đó. Thì ở đây mình thấy là nếu mà năng lượng tình cảm của bạn đó, thì có sự kết nối gặp gỡ trở lại đó. Có một cái nghiệp quả trong cái câu chuyện tình cảm của hai người. Thì cái người nam này họ đang nghĩ, hoặc là cái người nam, hoặc là đối tượng của bạn á, họ đang nghĩ gì về bạn, cũng như là tình cảm họ dành cho bạn hiện tại á, là nhớ nhung, là rất là giống như kiểu như là mình cảm thấy là nếu như mà người này mất đi bạn thì họ sẽ đang rất là giống như là thấy được cái giá trị của bạn. Còn nếu như bạn người này đang tương tác mà đang cãi nhau á, thì cái người này á họ cực kỳ là nôn nóng để quay lại, hoặc là cực kỳ là giống như là cảm thấy là bị dằn vặt bởi mối quan hệ này, là giống như là họ đã
Nói chung là cũng gọi là hối hận, nhưng mà mình không dùng chữ hối hận, tại vì nó hơi nặng. Là mình chỉ biết là cái người nam này họ thấy được cái sự độc lập của bạn, hoặc là họ thấy được giống như là họ không kiểm soát được bạn, và họ đang rất là muốn cái kết nối của bạn với họ quay trở lại tốt hơn. Đó là họ cần bạn trong cái năng lượng này. Và mình thấy là cái sự chia tay này á, thì cái người nam này đang nghĩ về bạn rất là nhiều luôn. Và cái mối quan hệ giữa bạn với cái người này á, nếu như bạn gặp người mới thì mình thấy càng tốt nữa. Bạn gặp người mới, năng lượng mới, mà bạn xem trải bài này mà năng lượng bạn, cái người mà bạn mong muốn mà người mới tới á, thì mình cảm thấy là nó rất là tốt luôn ha. Chứ mình thấy cái năng lượng của cái đối phương của bạn á, nhớ bạn, muốn 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 kết nối lại với bạn, nhưng mà còn những vấn đề nóng giận trong người, nói chung là vẫn còn hơi nóng nảy một chút đó. Tuy nhiên là bạn yên tâm đi, những cái khó khăn này á, mình cảm thấy là nó sắp qua đi rồi. Và cái việc mà bạn thả lỏng, bạn free, bạn làm cho cái cuộc sống bản thân của bạn nó thoải mái, nó sẽ rất là tốt luôn ha, sẽ rất là tốt trong cái mối quan hệ này ha. Đó, và mình thấy là sự tự tin vui vẻ, mọi thứ nó đang trở lại tốt với bạn, và diễn biến tiếp theo là mình cũng thấy là vượt qua những cái khó khăn và được như bạn mong muốn. Đó, cho nên mình mới nói là cái aha moment, cái giống như cái thời điểm mà bạn cảm thấy là tất cả mọi thứ nó đều nằm trong tay của bạn, những cái điều mà bạn mong muốn bạn sẽ làm được, tại vì bạn đã có hội tụ đủ những cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Ý là mình nói như vậy có nghĩa là may mắn đang mỉm cười với bạn, mà chính bản thân bạn, sự cố gắng của bạn nó cũng đang có những cái tác dụng tốt, kết quả tốt đó, và bạn cũng đang được đãi ngộ rất nhiều đó, sau mọi thứ đó. Cho nên là năng lượng này đó là thoát ra khỏi những cái điều cũ, và hoàn toàn là cánh cửa mới rất là tuyệt vời đang đến với bạn luôn. Ok, mình sẽ kết thúc giải bài này ở đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, nhớ like video này cũng như là comment cho mình biết bạn muốn trải cái chủ đề gì ha. Và xem giải bài riêng inbox giùm cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 2 được chưa bạn? Tụ bài số 2 ở 7 phút. 7 phút 30. Ok, ở đây thì đầu tiên á, nếu mà nói về năng lượng mà cái tình cảm người này dành cho bạn, cũng như là những cái vấn đề sắp tới mà trong mối quan hệ này sẽ xảy ra, thì mình cảm thấy là có những vấn đề về mặt cá nhân, những vấn đề về mặt luân xa trái tim, những vấn đề về mặt là bạn quá là phụ thuộc cảm xúc. Đôi khi cái sự phụ thuộc cảm xúc này nó có rất nhiều cái nha, chứ không phải là kiểu giống như là bạn sống thiên về cảm xúc quá, bạn đặt nặng cảm xúc quá, bạn kiểm soát mọi thứ quá, kiểm soát mọi thứ để cho bạn cảm thấy thoải mái về cái mặt cảm xúc của bạn á, nó cũng thuộc dạng là phụ thuộc cảm xúc. Thì mình thấy là ở đây bạn càng thả lỏng thì càng tốt, bạn càng thả lỏng, bạn càng vui vẻ, bạn càng thoải mái thì nó sẽ càng tốt, bạn càng nới lỏng cái giới hạn của bản thân mình thì nó càng tốt. Bởi vì ở đây mình thấy cái giai đoạn này á, nó sẽ là thuộc về cái giai đoạn mà những cái vấn đề cá nhân á, nó lên rất là cao ha, những vấn đề cá nhân của bạn, những cái vấn đề về 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 bản thân của bạn, về những cái vấn đề về cảm xúc của bạn đó. Còn cái tình cảm mà cái người đó dành cho bạn hiện tại á, thì ở trong cái trải bài này mình thấy là sẽ gặp gỡ nè, sẽ vui vẻ nè, sẽ hòa thuận nè, sẽ thoải mái nè, sẽ có may mắn nè, sẽ có những cái nếu như mà cái trải bài này á, thì mình thấy là đó là một cái niềm vui trong cái thời gian sắp tới trong mối quan hệ giữa bạn với cái người này đó. Còn cái vấn đề cái tình yêu mà cái người này dành cho bạn á, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ là niềm vui, chứ nó sẽ là sự tích cực, chứ mình sẽ không có tập trung quá nhiều vào cái chữ yêu hoặc là như thế nào ha. Thì bản thân của bạn cũng nên thả lỏng ra, cũng đừng quá đặt nặng vào những cái, đừng có suy nghĩ quá nhiều, mà hãy có những cái niềm vui riêng, cuộc sống riêng của bản thân bạn đó. Và mình thấy là cái câu chuyện này á, thì là bạn cần bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Trong cái mối quan hệ này nó có một cái, nó có một cái năng lượng, đó là đôi lúc á, cái người nam này không thể nào quan tâm bạn bằng hết cuộc sống của họ, hoặc bằng tất cả trong cuộc sống của họ. Có thể á, cái mối quan hệ này nó chưa phải là một cái mối quan hệ, nói chung là nó chỉ là một cái liên kết, nó vẫn còn hơi gọi là backup thôi, dự phòng thôi đó. Và nó có bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề về mặt gia đình đó,
những cái tổn thương về mặt gia đình, những cái tổn thương nào đó ha. Đó, và mình thấy là nói chung về mối quan hệ này, cái tình cảm mà cái người này dành cho bạn là có, niềm vui là có, kết nối là có. Đó, và sắp tới thì sẽ có cái may mắn trong mối quan hệ giữa bạn với cái người này. Nếu bạn với người này muốn gặp gỡ nhau thì gặp gỡ được nhau. Còn nếu bạn với cái người này á, mà muốn có con với nhau thì có thể là cũng, ở đây thì mình không chắc đâu, nhưng mà mình thấy trải bài thì mình sẽ nói là cũng có thể luôn. Đó. Và mình thấy là với cái năng lượng này thì cái vấn đề ở bản thân của bạn nó sẽ nhiều hơn là vấn đề về bản thân của cái người đó. Mình biết là hai bạn sẽ kết nối vui vẻ, nhưng mà mình nghĩ là trong cái thời gian sắp tới bạn sẽ không thể phụ thuộc vào cái người nam này mang đến cho bạn tình cảm, mà bạn phải tự tìm cái tình cảm cho bản thân mình, niềm vui cho bản thân mình. Đó. Đó thì cái vấn đề là bạn với cái người này á nó sẽ còn một chút lấn cấn. Đó, nó còn một chút những sự bất đồng quan điểm một chút thôi, nhưng mà nó sẽ được thoải mái, sẽ được ổn. Và cái năng lượng này đó là năng lượng là bạn sẽ phải tự yêu thương và vui vẻ với bản thân mình một khoảng thời gian để ổn định trở lại trong tất cả mọi thứ ha. Đó, cho nên là ở trong thời điểm này thì mình nghĩ là bạn nên quay trở về con người của bản thân bạn, bạn nên cảm thấy vui vẻ thoải mái và thu hút cái người đó nhiều hơn nữa. Đó thì cái người này á thì muốn gặp bạn, muốn kết nối với bạn và có những cái sự vui vẻ trong cái mối quan hệ giữa hai người với nhau trong thời gian sắp tới. Đó, còn nếu như trong cái trường hợp mà bạn muốn quay lại với cái người nam này thì mình thấy là cũng ok, cũng được luôn. Hoặc là bạn với cái người nam này đang có hơi bất đồng quan điểm một chút thì mình thấy là cũng có cái sự kết nối và quay trở lại trong cái mối quan hệ này luôn. Và mình thấy là cái tình cảm mà người này dành cho bạn thì có và tích cực và vui vẻ đó, cho nên cũng đừng quá là đặt nặng rằng là đó là chữ yêu hay không hoặc như thế nào. Và mình nghĩ là cái niềm vui đó, nó sẽ rất là quan trọng. Cái niềm vui nó sẽ giúp cho cái năng lượng của bạn nó tích cực hơn, nó sẽ nhanh chóng kiến tạo ra những cái điều mà bạn mong muốn từ trong cái suy nghĩ của bạn tốt hơn, bạn được ban phước lành nhiều hơn. Trong cái câu chuyện này thì mình nghĩ là bạn nên healing cái đứa trẻ bên trong của mình đó, để cho cái giống như mình nói là bạn phải trưởng thành trong chính cái mối quan hệ này của bạn, nhưng mà trưởng thành về mặt bản thân của bạn đó, là bạn khi bạn trưởng thành thì cái mối quan hệ này nó mới ổn định được đó. Cho nên mình cảm thấy là với cái năng lượng này thì mọi thứ nó đang tốt đẹp, và những cái vấn đề cá nhân là nó đang nổi trội lên là phải giải quyết thôi đó. Chứ còn tình cảm người này dành cho bạn và họ đang nghĩ gì thì mình nghĩ là họ đang nghĩ về bạn một cách vui vẻ thoải mái đó, và họ có thể là không có quá là họ không có quá là phụ thuộc cảm xúc vào trong cái mối quan hệ này, và họ vẫn nhìn thấy cái niềm vui hoặc là cái sự vui vẻ từ bạn chứ không phải là năng lượng ủ dột hay gì cả. Nhưng mà trong cái trải bài này nó cũng nói là bạn là một cái người suy nghĩ nhiều, hoặc là bạn cũng sẽ hay bị giống như mắc kẹt lại, cũng hơi bị làm mọi thứ nó bị mệt, giống như là chính bản thân bạn đôi khi cũng mệt mỏi kiểu là như vậy trong cái mối quan hệ này. Nhưng mà nhìn chung thì mình thấy là nó tốt ha, không có gì cả. Ok, mình sẽ kết thúc trải bài này ở đây hai bạn ha. Các bạn nhớ cởi mở và thả lỏng cái năng lượng của chính bản thân mình nhiều hơn nữa, đừng suy nghĩ quá nhiều và đặt đặt cái tôi của mình lên quá nhiều. Bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình, xem trải bài riêng inbox Facebook cho mình, nếu muốn trải chủ đề gì thì comment cho mình nha. Nhớ like video này nha bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái trải bài số 2. Trang số 3. Rồi, trải bài số 3 của chúng ta sẽ ở 14 phút 14 đi ha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ thấy được điều gì trong năng lượng này, cái người này họ nghĩ gì về bạn, tình cảm hiện tại họ dành cho bạn là gì. Thì ở đây mình thực sự nói rằng là cái mối quan hệ này á, có cái tình yêu, cái người này nhớ bạn, yêu bạn, nhưng mà cái câu chuyện tình cảm của bạn với cái người này nó làm sao á, nó là một cái karmic, nó là một cái liên kết nghiệp quả, nó là một sự mệt mỏi, nó là một sự mà khiến cho cái năng lượng nó rất là trì trệ và suy nghĩ rất là nhiều và rất là mệt mỏi và cảm giác là rất sợ hãi cái sự tổn thương trong này đó. Và mình thấy rằng là bạn nên
ôm lấy chính bản thân của mình, để cho bản thân của mình mạnh mẽ vượt qua những cái sự khó khăn đó. Vì mình thấy là cái người đối phương này của bạn, họ muốn kết nối với bạn, nhưng mà mối quan hệ này nó không có được ổn định mà nó không được an toàn, và nó đã có cái sự chia tay làm cho cả hai người rất rất là tổn thương hoặc rất là mệt mỏi. Thì mình vẫn nhìn thấy cái người nam này á, là họ không phải là không yêu bạn, họ vẫn ôm lấy cái tình yêu dành cho bạn, nhưng mà cái tình yêu này nó giống như là một cái tình yêu đã cũ, giống như là một cái tình yêu không thể bù đắp những tổn thương. Nó là một cái tình yêu mà I love you, đúng không? Yêu bạn vì bản thân bạn là chính bạn. Tuy nhiên là nó có an toàn để cho bạn yêu không, là nó có những cái sự suy nghĩ rất là nhiều trong này. Và mình thấy là cái mối quan hệ này nó sẽ làm cho bạn thức tỉnh những cái kết nối về mặt tâm linh rất là nhiều, thức tỉnh về mặt tinh thần của bạn. Đó, sau cái thời điểm này có thể bạn sẽ thanh lọc, bạn trở thành một người mới hoặc là chọn một cái con đường mới cho bạn. Nhưng mà đối với bạn, đối với mối quan hệ này, nó đang có một cái những cái cánh cửa mở ra khác cho cả hai người. Đó, thì mình thấy là cái người này họ cũng đang gọi là coi như cái mối quan hệ này nó có thể sửa chữa được hay không, hai người không có tự tin, cho nên là đã một là đã bấm nest, hai là đã chia tay, ba là đã rất là mệt mỏi là vì sự tổn thương đó. Nói chung là nó đã đến một cái thời điểm mà giống như là hai người không thể kết nối, dù yêu nhau nhưng không thể kết nối bằng cái năng lượng hiện tại, năng lượng tiêu cực hiện tại, năng lượng sợ hãi hiện tại, năng lượng không tự tin hiện tại. Cái năng lượng hiện tại của hai người không có kết nối được với nhau, mặc dù còn yêu nhau, phải buộc thức tỉnh, phải buộc đứng dậy, phải buộc gọi là gỡ cái mặt nạ của mình xuống, đối diện với mọi thứ thay đổi. Đó, buộc phải có một cái sự gọi là nó tới một cái giới hạn phải thay đổi thôi, tới một giới hạn phải đặt xuống những nặng nề thôi. Đó, thì mình thấy là giữa bạn với cái người này á, thì cái người nam này vẫn có thể là nhớ tới bạn, nhớ bạn, mà mình thấy là bản thân của bạn đang cũng có một cái sự bùng nổ về cái mặt cảm xúc, về mặt suy nghĩ. Đó, có thể người này theo dõi bạn thông qua mạng xã hội, có thể cái người này vẫn còn muốn cho cái mối quan hệ này một cơ hội nè. Đó, và cái người này nếu như bạn với cái người này không phải là đang chia tay thì sẽ vẫn còn kết nối và nói chuyện với nhau. Nhưng mà mình nói là nền tảng trong cái mối quan hệ này á, nó đang không tốt ha. Chính vì nền tảng trong mối quan hệ này đang không tốt, cho nên bạn với cái người này không có đặt được cái niềm tin với nhau, và có quá nhiều nỗi sợ hãi để mà hai người có thể tiến đến với nhau. Nói chung nó cũng có một cái giai đoạn, một cái năng lượng hơi stress, áp lực chút xíu ở đây nha. Mình thấy là ở đây cái người này họ cũng đang hướng về những cái điều mới trong cái cuộc sống của họ. Đó, những cái năng lượng mới nó cũng đang đến trong cái cuộc sống của cái người này. Nói chung á, là năng lượng này thì mình nghĩ rằng là cả hai người cho dù có kết nối lại với nhau á, thì cũng cần rất rất nhiều thời gian, rất nhiều sự cố gắng thì mới có thể đồng hành hoặc tiến tới với nhau hoặc là duy trì với nhau. Còn nếu không thì tất cả nó chỉ nằm ở một cái mức, đó là mình hỏi thăm về nhau, mình kết nối với nhau để mình giữ liên lạc với nhau, để mà mình có một cái gì đó tiến về phía trước, đồng hành cùng nhau, giống như là những người soulmate kiểu vậy. Và với cái năng lượng này thì thật sự mình thấy là mình cảm giác ở đây là có cái người mới sẽ đến với cả hai người, bạn hoặc là người này, trong cái thời gian sắp tới đó. Nói chung mình thấy một cái năng lượng nó thuộc dạng là mệt mỏi với cái câu chuyện này, thì cái người này vẫn nhớ bạn, cái người này vẫn muốn kết nối với bạn đó. Nhưng mà cái sự kết nối này mình cảm thấy là hai người có thể là quá thấu hiểu nhau, quá thấu hiểu cảm xúc của nhau, nhưng mà cũng không đáp ứng được cho nhau đó. Với cái năng lượng này thì mình nghĩ rằng là một trong hai người, nếu như trong cái giai đoạn này, tại vì đây là giải bài chung nên là có những cái năng lượng nào mình sẽ phải nói, thì giống như là một trong hai người sẽ phải đi đến một cái sự kết hôn nào đó. Và cái điều đó nó cũng rất, nó khiến cho cả hai người tổn thương chẳng hạn như vậy. Nói chung là cái mối quan hệ này á, nó là một năng lượng mà cần phải chữa lành rất là nhiều. Và nó là một cái năng lượng mà mình nghĩ là cần phải có một cái sự an toàn, cảm thấy an toàn về bản thân của mình, tự tin về bản thân của mình thì mới tới cái mối quan hệ này nó mới an toàn được. Chứ không thì nó ở một cái năng lượng mà mình thấy là
Nó giống như nó có cái cánh cửa mới mở ra rồi, và cho dù muốn hay không muốn thì cũng phải đi qua cái cánh cửa đó. Cho dù muốn hay không muốn thì cũng phải vui vẻ giống như là giải quyết mối quan hệ này và vui vẻ với cái cuộc sống của mình. Đó, mình cảm thấy là như vậy. Cái mối quan hệ này á, thì nó cũng nói là cho mối quan hệ này một cơ hội nè, bạn thấy không? Để tìm hiểu nhau nè, không? Để có một cái cơ hội trở lại nè, không? Đó. Nhưng mà cái năng lượng này thực sự thì mình sẽ vote cho cái câu chuyện là người mới nhiều hơn là người cũ này. Đó. Nhưng mà đó là một cái sự lựa chọn của bạn trong cuộc sống thôi. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc trải bài này ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng inbox Facebook cho mình, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Nhớ bấm like video nha. Và muốn trải cái chủ đề gì thì có thể comment giúp mình ở phía dưới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trải bài sau.